Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hai câu chuyện ma đầy ám ảnh và kinh dị nhé. Và có một lưu ý là khi xem video này bạn hãy đeo tai nghe, cố gắng nghe vào lúc nửa đêm và kiếm thêm món ăn vặt yêu thích của mình khi xem nữa. Đảm bảo là sẽ phê hơn rất là nhiều. Nào, cùng đảo kinh dị đến với hai câu chuyện ma bà Tám bán xôi, anh đạp xích lô. Câu chuyện thứ nhất, bà Tám bán xôi. Câu chuyện này có thật và nó đã xảy ra với tôi cách đây lâu lắm rồi. Nếu tôi không nhớ lầm thì cũng gần 18 năm. Thời gian thấm thoát như thoi đưa vậy. Nhắm mắt một cái là tôi đã trưởng thành, và mở mắt một cái tôi đã trở thành một chàng trai tuấn tú rồi. Thật là thời gian trôi qua lẹ quá đi mà. Quê tôi thì ở tại Bà Quẹo, và nhà tôi thì nằm ngay con đường tránh của nghĩa trang. Lúc đó vì quá là nghèo, nhà tôi chỉ được làm bằng những thân cây tre rồi lấy lá dừa đắp lên mà thôi. Có chỗ ngủ tôi nghĩ là cũng hạnh phúc lắm rồi. Câu chuyện này xảy ra với tôi khoảng 2 năm, cái hồi mà tôi 2 tuổi thôi. Không, hình như là 1 tuổi 8 tháng thì phải. Cỡ đó tôi cũng không nhớ nữa. Lúc đó thì là khoảng 1 giờ sáng. Tất cả mọi người đang say sưa trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng. Tôi bỗng nhiên có một cái cảm giác là lạ. Tôi giật mình tỉnh dậy, toát mồ hôi. Thì ra là tôi thấy mắc đái. Tôi liền vén mùng chui ra. Vì để cho mọi người trong nhà yên giấc, rồi tôi chỉ đi nhẹ nhẹ ra sau nhà. Đằng sau nhà thì là những cây dừa trụi lá. Tại ba tôi đã san bằng hết để mà làm nhà. Thành ra những cây dừa vòng vòng nhà tôi đều trụi lá hết. Và sau những cây dừa thì một con kênh nhỏ. Dưới cái ánh trăng lờ mờ, tôi có thể nhìn thấy những cái mồ nằm sừng sững, cái này nối tiếp cái kia. Với tiếng kêu của các ké, anh ương và những tiếng của loài thú lạ. Thỉnh thoảng thì một cơn gió lạnh lướt qua làm tôi lạnh cả người. Đang đái phê phê, bỗng nhiên tôi nghe tiếng ai kêu tôi. Này, Mario! Tôi giật mình quay lại. Vì tối quá thì tôi không biết là ai. Sau khi cố mở mắt ra thì tôi mới nhận ra đó là bà Tám bán xôi ở đầu hẻm nhà mình. Bà đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Tóc bà trồng phơ, xù xù lên. Hình như là bà chưa chải đầu. Mặt thì hơi xanh xanh. Vì chắc tại bà chưa make up. Mà tại tầm tối quá, tôi cũng không nhìn rõ nữa. Bà mới hỏi tôi, Mario, sao giờ này chưa ngủ mà còn đứng đây làm gì nữa? Tôi liền cười và bảo, thiệt không vậy bà Tám, con đang đái mà, con có làm gì đâu mà bậy. Bà Tám thì liền nói, thiệt sao? Bà Tám thấy con đứng đó dọc dọc thằng nhỏ, bà tưởng làm bậy. Tôi liền nói, ồ, thì ra là vậy. Tôi hỏi lại bà, sao mà bà Tám chưa ngủ mà lang thang làm gì vậy? Bà mới đáp, bà ngủ không được, mới đi vòng vòng chơi thôi. Lời qua tiếng lại với bà xong, bà Tám bảo, thôi, ba phải đi rồi, cháu vào ngủ đi. Tôi liền dạ chào bà, xong rồi quay lưng bước vô. Đang tính mà đi vô nhà, tôi chợt nhớ ra chuyện gì, tính quay lại hỏi bà Tám. Nhưng tôi chợt bàng hoàng đứng chết chân. Dưới cái bóng cây dừa, bà lão đang lơ lửng cách mặt đất khoảng vài mét. Và bà đang hướng thẳng về phía nghĩa địa. Mái tóc trắng phơ thì đang bay trong gió. Bà còn quay cái đầu lại nhìn tôi và nói, bye bye Mario. Thiệt là ghê quá đi mà. Bà không cần phải quay lưng lại mà là quay cái đầu được à? Lại còn cười nữa. Giọng cười của bà làm tôi rùng cả mình. Trong giây phút bàng hoàng, tôi chợt nhớ ra rằng bà Tám đã chết cách đây 3 ngày rồi. Lấy cái đảm cuối cùng còn lại, tôi dáng nhấc giò chạy thẳng vào nhà mình. Nhưng không may cho tôi, vì trời tối quá, thành ra không thấy rõ, tôi đụng vào cột nhà, làm cái nhà sập xuống. Tôi đang loay hoay dựng lên, thì có tiếng bên dưới những lá dừa hỏi vọng lên. Đứa nào làm sập nhà đó bây? Thì ra là tiếng má tôi. Tôi liền nói lại, con đây má ơi. Con là ai? Má tôi hỏi. Con là Mario nè. Thế là đêm đó, cái nhà tôi phải thức dậy hết. Thức dậy để dựng lại cái mái nhà tranh. Mãi tới nay, mỗi lần mà đi tiểu, tôi thường cảm giác bà Tám đứng sau lưng mình.
Mặc dù hiện giờ tôi đang sống trong cảnh xăng dầu tại Campuchia, nhưng mà cái đêm hôm ấy cứ còn mãi trong đầu tôi như là nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mình thề không biết chuyện ma, chuyện cười nữa. Cái chuyện ma này xảm, vai cứ cứt xảm. Có mỗi thằng nhóc nó gặp một cái hồn ma bà lão đây mà nó kể lại, xong rồi nó như kiểu là chuyện tiểu lâm. Mình chưa thấy cái chuyện ma nào xảm như chuyện này luôn. Và thử tiếp sang xem sang chuyện 2 xem có hay hơn không nhá. Câu chuyện thứ hai, anh đạp xích lô. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây là một câu chuyện có thật mà anh Tứ, người đạp xích lô, đã kể lại. Anh Tứ nhà ở xóm Củi, quận 8. Ngày ngày anh ta đạp xe rất vất vả để nuôi vợ nuôi con. Một hôm thì có một bà khách thấy anh Tứ vất vả nên muốn giúp đỡ, và đề nghị với anh là buổi sáng đúng 8:30 anh ra Bình Chánh đón bà đi chợ lớn, và chiều 6:30 rước bà từ chợ lớn về lại Bình Chánh. Bà thì sẽ trả tiền hậu, và từ đó cuộc sống gia đình đỡ phần nào vất vả. Nhưng có một điều rất lạ là anh không bao giờ biết nhà bà ta ở đâu. Vì sáng chạy tới một đường mà hai bên đường là cánh đồng lúa, bà ta thì đã đợi sẵn ở đó, và chiều anh Tứ cũng chỉ đưa bà ta tới đúng chỗ mà hồi sáng anh đến. Anh thì có hỏi bà để anh đưa bà về nhà thì bà từ chối. Anh cũng rất là thắc mắc. Vào một ngày đêm đó, anh đến chợ lớn đúng 6:30, nhưng mà đợi mãi cho đến 7:30 cũng không thấy bà khách. Anh thì toan chuẩn bị đạp xe về thì bà ra lúc đó là vào khoảng 8 giờ. Trời thì mưa tầm tã và tối đen. Anh Tứ đẩy xe xích lô lên cầu Nhị Thiên Đường với bà khách trên xe. Nhưng mà sao hôm nay anh thấy xe của mình nặng lạ kỳ, bình thường thì đâu có vậy. Tiếng dép hai quai mòn của anh dán vào nước mưa và tạo nên tiếng động lẹp xẹp, nghe cảm thấy rợn cả người. Anh thì cảm thấy là có điều gì sắp xảy đến với mình, và lòng anh cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng anh cũng tới chỗ, anh nói với giọng run run: Tới rồi gì hai à? Nhưng bà khách thì vẫn ngồi yên trên xe mà nói: Anh cứ chạy theo đường D, sẽ tới nhà của tôi. Hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm. Anh rụt bắn cả người, mình mẩy chân tay nổi gai. Nhưng mà biết sao, bà đã giúp đỡ mình rất là nhiều. Anh nhìn xung quanh thì toàn là ruộng lúa, chỉ có một đường D nhỏ. Anh đẩy xe theo đường D chừng 20 phút thì thấy từ xa căn nhà với ngọn đèn dầu leo lét. Khi tới nơi thì có hai thanh niên đã đợi sẵn. Bà khách liền xuống xe. Chưa kịp lấy tiền, anh Tứ vội nói: Dì hai à, con về nha. Nhưng mà bà lại kêu anh lại: Tôi có việc nhờ cậu. Hai gã thanh niên lúc nãy khiêng cái xác một cô gái nhắm chừng chết cũng lâu rồi và đặt lên xe anh. Bà nói: Anh phải chở cái xác này tới bờ sông và quăng nó xuống sông cho tôi. Đàn em của tôi sẽ theo dõi anh. Nếu mà anh không làm theo ý tôi thì vợ con anh cũng sẽ giống như cái xác này đây. Anh nhìn hai gã thanh niên với gương mặt bặm trợn, anh từ từ leo lên xe và đạp đi. Anh nghĩ là bây giờ mình chở cái xác này tới báo cảnh sát thì xong xuôi. Nhưng mà anh không làm vậy được, vì một trong hai gã thanh niên đã chạy theo xe anh. Tới nơi, anh thấy từng cặp trai gái ngồi dọc bờ sông âu yếm tâm sự nhau. Gã thanh niên tiến tới anh và chỉ vào một bụi cây gần đó rồi nói: Anh hãy ẵm cái xác tới đó và ôm nó giống như người khác, đợi đến khi hết người thì đạp nó xuống sông. Anh thì cũng phải bấm lòng và làm theo, ôm cái xác, và lúc nào cũng có cảm giác là hình như nó đang ôm lại mình. Thân thể anh run bần bật theo thời gian. Cuối cùng từng cặp trai gái ra về hết. Anh toan đứng lên đạp nó xuống sông thì nghe có ai nói sau lưng, làm tim anh muốn nổ tung ra vậy: Sắp tới giờ giới nghiêm rồi, anh chị hãy đi về đi. Anh quay sang thì thấy một ông cảnh sát, anh toan nói cho ông ta biết, nhưng mà nghĩ tới vợ con, anh đành phải đáp: Dạ em gì ở liền bây giờ đấy ạ. Anh đợi viên cảnh sát đi khỏi đó cũng là 12 giờ đêm. Anh vội vã đạp cái xác cô gái xuống sâu, nhưng cô gái thì lại lộp cô bò dậy. Anh sợ quá, trong người run càng dữ dội, giơ chân lấy hết sức bình sinh của mình đạp cô gái thêm một lần nữa. Cô gái lăn 2-3 vòng rồi cũng giống như hồi nãy lộp cô bò dậy. Tim anh muốn ngừng đập vậy. Toàn thân anh Tứ xanh như tàu lá chuối. Anh đứng như trời trồng, ngày càng hồi hộp càng run sợ.
khi nghe cô gái nói: "Tại sao mà anh lại đạp em xuống giường vậy?" Thế rồi anh Tứ mới bừng tỉnh nhìn vợ ngơ ngác. Chị Tứ thấy chồng mình hình như có điều gì làm anh sợ sệt, đứng dậy và hỏi: "Anh thấy ác mộng hả?" Méo hiểu là hai câu chuyện tôi kể ngày hôm nay là chuyện ma, chuyện hài nữa. Nhưng mà cũng rất là thú vị đúng không nào? Và video ở đây lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức.